Dạ vâng, xin chào tất cả các anh chị mình đang xem kênh Kem Hội Auto Sài Gòn nha. Chuyên mua bán trao đổi và ký gửi xe ô tô đã qua sử dụng. Thì hôm nay thứ sáu cuối tuần nha, em Hội rủ rê anh chị mình thay đổi một không khí tí xíu nha. Em Hội sẽ quay và chào bán những cái chiếc xe Lexus và Land Cruiser cỡ lớn, những dòng xe phân khúc cao thì đang có mặt tại bên chỗ em Hội Auto Sài Gòn. Dạ, đây là hai chiếc Lexus, thì em còn hai chiếc Land Cruiser Prado đang về, thì dự kiến chắc qua tuần thì một chiếc màu đồng này sẽ về anh chị nha, một chiếc màu đen 2022. Thì hai chiếc đó bữa sau xe về tụi em sẽ giới thiệu chi tiết anh chị nha. Thì bữa nay thì em giới thiệu trước với anh chị là hai mẫu Land Cruiser nha, nhưng mức cỡ to đi, lo mình đổi không khí tí xíu anh chị nha. Một chiếc là Lexus LX570, một quân xe nhập Mỹ anh chị nha, đăng ký vào năm 2010 và sản xuất năm 2008, xe đi 97.000 mai, đăng ký biển số Hà Nội. Một chiếc xe phải nói là khủng long bạo chúa trong làng xe sang, trong làng những chiếc xe mà dành cho các vị chủ tịch anh chị nha. Để em mở cái khung hình rộng ra anh chị nhìn nha. Xe nhập Mỹ đây, thì ở bên này thì em cũng có chia sẻ thôi, mình cũng có những cái vết mốc này đấy. Thì cái này thì dấu thời gian thì mình cũng khó tránh khỏi anh chị ha. Tuy nhiên thì phải lùng từ là những chiếc Lexus này và những chiếc Land Cruiser mà mình giữ lại đúng ngay luôn cái bộ ghế nguyên zin của xe, thì những chiếc xe đó nó mới có giá anh chị ạ. Xe đi 97.000 mai anh chị nha. 97.000 mai thì quy ra km mình thì nó tầm khoảng 100 mấy rồi đó, 100 mấy chục ngàn rồi anh chị nha. Đăng ký biển số là thành phố Hà Nội. Còn hàng ghế sau nữa, em mở luôn cho anh chị hàng ghế sau nha. Đấy, ở phía này thì nó cũng vẫn có những cái vết nhăn nhúm vì chất là chất da và xe nhập Mỹ anh chị nha. Em Hội đang chào bán chiếc Lexus LX570 này với giá là 3.900.000. Em xin lỗi. Thì em Hội đang chào bán chiếc Lexus LX570 2008 này với giá là 1.850.000 anh chị nha. Chiến thần cắt lỗ. Dạ, 1.850.000 cho một chiếc Lexus LX570 này anh chị nha. Đi 97.000 mai. 97.000 mai thì nó sẽ rơi vào đâu đó tầm khoảng là 150 nha, hơn 150 ngàn cây. Rồi. Lexus LX350. Rồi LX350 anh chị nha, thì chiếc này cũng nằm ở đây chiến thần cắt lỗ rồi. Cũng sắp được LX350 đăng ký biển số tại tỉnh anh chị nha. Đi chỉ mới anh đăng ký biển số tại tỉnh, nước sơn màu đen, nội thất là màu nâu anh chị nha, nâu nắp ban nè. Nội thất ở bên trong còn cũng còn rất là đẹp. Xe đi là 10.000 cây anh chị nhé. Biển đăng ký tại tỉnh. Thì chiếc này thì em Huệ đang chào bán với giá là 3.999.000. Đấy, 3.999.000. Và chiếc Lexus LX350 thì em Huệ đang chào bán với giá là 3.999.000 anh chị nhé. 3.999.000 là 4 tỷ. Rồi, bên này chiến thần cắt lỗ Toyota Corolla Cross 2020 anh chị nha, xe đăng ký biển số tại tỉnh này, đi 39.000 cây. Thì chiếc này bữa trước là bên em Ngoại chào bán với giá là 850.000, thì sau hai lần cắt lỗ bây giờ em Ngoại chào bán chiếc xe này với giá là 799.000 anh chị nha, bao đút hộp sơ gốc luôn. Xe đi 39.000 cây, phiên bản hybrid xăng lai điện nha. Đấy, bản xăng lai điện nữa, sẽ những cái chi tiết này là màu xanh hết anh chị nha. Có cảm biến gốc nè, camera 360 độ, hệ thống an toàn Toyota Safety Sense có đầy đủ hết luôn cho anh chị nha. Đẹp chống chày bước lên bước xuống này, ốp tay nắm cửa, phim cách nhiệt, về che mưa có đầy đủ hết. Ở bên trong xe nè, đẹp bước lên bước xuống chống chày, chạy sàn xi mili. Màn hình DVD này được nâng cấp là màn hình của Android anh chị nha. Cửa sổ trời cũng có luôn nè. Radar của hệ thống an toàn Toyota Safety Sense anh chị nha. Model xe là 39.000 cây. Nội thất là màu đen. Phía sau này cũng khá là rộng rãi anh chị nhé. Đây là phân khúc CSUV. Một cái nữa là chiếc này thì nó là xăng lai điện, cho nên thì anh chị mình đi mình không cần mình sạc điện anh chị nhé. Nó sẽ không giống như những cái dòng xe của Hyundai hay là những cái dòng xe mà của VinFast. Chiếc này là xăng lai điện thì anh chị mình cứ đổ xăng mà mình chạy giùm em nha. Nguồn năng lượng tái sinh của cái xe nó sẽ tự động nạp lại và sạc cho cái pin của mình. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ khá là ấn tượng anh chị. Nếu mà anh chị mình đi hỗn hợp luôn thì nó rơi tầm khoảng 4 lít. Còn nếu mà anh chị mình đi đô thị không á thì nó sẽ rơi ít hơn luôn anh chị nhé. Chỉ có 3.7 lít thôi. Tại vì khi mình sử dụng trong đô thị thì cái xe tùy vào cái tốc độ, nếu mà mình bị kẹt xe nhiều mà tốc độ mình thấp thì máy tính của xe nó sẽ ưu tiên chuyển qua chế độ xe chạy bằng điện, cho nên thì tiêu hao nhiên liệu xăng nó sẽ còn ít hơn luôn anh chị nhé. Chiếc này là 2020, một chủ sử dụng từ màu đen anh chị nha.
Còn rất là đẹp luôn. Chiếc này thì cắt lỗ từ 850 anh chị nhé. Bên em cắt còn 799. Camera gear nè, cả miếng gốc, cả miếng gear này đều có trang bị sẵn hết luôn cho xe mình nha. Rồi, 799 triệu chiếc Toyota Corolla Cross này anh chị nha. Anh chị yêu thích mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với em Hoài đi. Rồi em Hoài tư vấn cho anh chị đầy đủ hồ sơ, chi tiết, giấy tờ xe nè, rồi giá cả gì đó thì cũng có thể thương lượng như thế nào lại anh chị nhé. Quan trọng là anh chị mình thích cái chiếc này. Đấy. Rồi bên này em Hoài về được một chiếc. Chiếc này thì chắc ngày đây em chào bán trước đi, đang ký giấy tờ, đang lấy cả việc ra đó, tại xe đang nằm ở ngàn thôi. Đó, Mitsubishi Xpander Cross anh chị nhé. Phiên bản Xpander Cross số tự động 2021, đăng ký biển số tại tỉnh nè, một chủ sử dụng từ đầu đi chỉ mới có 10.000 cây thôi anh chị nhé. Phiên bản này là phiên bản Cross. Nước sơn màu cam, nước sơn này là còn zin anh chị nhé. Phim cách nhiệt này, ốp tay nắm cửa cũng có trang bị sẵn luôn cho xe này. Nội thất ở bên trong. Xpander thì vô đối anh chị ha. Một chiếc xe mà có thể nói là cú bước sự thành công của nguyên một thương hiệu Mitsubishi. Nhưng của Mitsubishi tưởng chừng như là đã ngẫm rồi đó chị, thực sự nhưng teo chiếc xe đó là đem lại cái thành công to lớn nhất, thú bớt được luôn cả cái thương hiệu Mitsubishi tại Việt Nam của mình luôn. Đây đi 10.000 cây anh chị, đăng ký biển số tại tỉnh nha, một chủ sử dụng từ đầu 2021. Đây hàng ghế phía sau cũng còn rất là đẹp luôn đó. Chiếc này ngày hôm qua em có quay một lần, cái chỗ này nó hơi bị dơ, bên nào vệ sinh nó hết rồi anh chị ha. Em Hoài đang chào bán chiếc Mitsubishi Xpander Cross này với giá là 620 anh chị nha. Ở phía sau này, dòng chữ Xpander sáng bóng á, có camera gear nè, cả miếng gốc và cả miếng gear này đủ luôn. Bên này nó hơi hẹp. 2021 xe mình sẽ còn bảo hành chính hãng cho anh chị mình đến năm 2024 anh chị nha. 620 triệu của chiếc xe này. Và ở phía trước này nè, em mới về được một chiếc VinFast này, VinFast Palio nha. Phiên bản đó, bay số tự động 1.4 AT, xe đăng ký biển số tại tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu đi Mỹ mới có là 6.800 cây anh chị nha. 6.600 cây thôi, một chủ sử dụng từ đầu, nước sơn màu cam. Chiếc này thì vừa mới về luôn, nãy giờ có khách coi thì thôi để tranh thủ quay nhanh, không biết khách có cọc hay chưa nên em cứ quay cho anh chị nha. Nãy thì anh chị mình xem đây. Phiên bản này là phiên bản bay tiêu chuẩn anh chị, nội thất ở bên trong là màu đen nè. Đi nè, 6.695 cây nè anh chị ha. Bản bay nên nó sẽ là chỗ này nè, nó là màn hình người ta không hiển thị CD thôi anh chị nhé. Điều hòa chỉnh cơ nè, hoặc số tự động. Phiên bản 1.0, số tự động 1.4, động cơ dung tích là 1.4 nên có thể nói đây là một trong những chiếc xe mà mình chạy ngon nhất với phân khúc luôn anh chị nhé. Thì hầu như những chiếc xe mà phân khúc hạng A thì xe chỉ có trang bị động cơ tầm khoảng 1.0 đến 1.2, chấm đến 1.2, nhưng chiếc này của mình là trang bị động cơ 1.4 luôn. Thì em Hoài đang chào bán chiếc xe này với giá là 340 triệu anh chị nhé. Bạn mình yêu thích mẫu nào có liên hệ trực tiếp với em Hoài nhé. Em xin phép được kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh chị ở những chiếc video kế tiếp nhé. Em xin chào.